Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cấp quốc gia dưới bà chú xứ núi Sam là lễ hội truyền thống mang đậm văn hóa của cư dân dùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người qua Khmer, Chăm và được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2001. Lễ hội cấp quốc gia dí bà chúa xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm. Lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức luôn được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách người dân cùng tham gia, bao gồm lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu và lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Lễ hội chứa đựng những cứ liệu sinh động về dấu ấn lịch sử, thời kỳ người Việt đến với vùng đất An Giang, với sự giao lưu, hội nhập về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự cùng các dân tộc Khmer chăm hoa là sự hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa, vừa kế tục được sự nghiệp văn hóa của người cổ xưa, vừa tôn tạo bồi đắp được nền văn hóa mang bản sắc Việt độc đáo. Đây là lễ hội cấp quốc gia lớn nhất ở Nam Bộ, mang đậm nét dân gian và giá trị văn hóa, chứa đựng nhiều sắc màu tâm linh, từ lâu đã trở thành truyền thống, thói quen văn hóa duy trì qua nhiều thế hệ và phản ánh những khát vọng lòng thành kính đối với bà chủ xứ núi Sam. Vì vậy, hàng năm, nhiều du khách phương xa cùng người dân châu đốc có dịp cùng nhau hội tụ để tham gia lễ hội, cùng cầu cho mình những điều may mắn tốt lành trong cuộc sống. Lễ hội dí bà chú xứ núi Sam được diễn ra gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ phục hiện rước tượng bà từ 15 giờ ngày 22 tháng 5 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch. Tổ chức rước tượng bà từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu bà. Lễ tắm bà lúc 24 giờ ngày 23 tháng 5 nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch. Lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ Lăng Mộ về Miếu Bà lúc 15 giờ ngày 25 tháng 5 nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ túc yết và xây chầu lúc 24 giờ ngày 25 tháng 5 nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ chánh tế lúc 4 giờ ngày 27 tháng 5 nhằm ngày 27 tháng 4 âm lịch. Lễ hội sắc đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ Miếu Bà về Lăng Mộ vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 5 nhằm ngày 27 tháng 4 âm lịch. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như triển lãm ảnh nghệ thuật, tuần lễ văn hóa, văn nghệ bốn dân tộc, kinh Khmer, chăm hoa, hội thi thả đèn hoa đăng, hội thi chọi gà nhằm tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ khách tham quan du lịch khi đến thành phố Châu Đốc tham gia lễ hội. Nói về cái lễ hội của dưới Bà Núi Sam thì trong những năm qua đảng nhà nước rất là quan tâm mà nhân dân coi là ở núi Sam cũng như các nơi cũng rất là quan tâm và cái sự tổ chức coi là của đảng và nhà nước nhất là ủy ban nhân dân các cấp là rất là chặt chẽ coi là rất chu đáo cái quan tâm nhất là coi là cái công tác coi là đảm bảo an ninh trật tự để cho coi là du khách coi là thập phương các nơi đến coi là giếng trong những ngày lễ là coi như là được an tâm và cái trật tự văn minh thương mại coi là đối với nhân dân núi Sam coi là cũng được coi là luôn nhắc nhở để đảm bảo cái thực hiện tốt theo cái chủ trương của đảng nhà nước. Đồng thời lễ hội cấp quốc gia với bà chủ xứ núi Sam diễn ra vừa mang chức năng tín ngưỡng vừa là nhịp cầu kết nối xã hội lại với nhau. Du khách tham gia lễ hội là người tham gia vào chức năng tín ngưỡng thờ phụng tôn sùng vào sự linh ứng của bà. Mong bà mang lại những điều may mắn, thuận lợi, phát đạt trong cuộc sống. Vừa có dịp vui chơi, giải trí. Với những nét độc đáo, hấp dẫn, sự linh ứng cầu được ước thấy. Chính vì thế, lễ hội thu hút rất nhiều du khách tìm đến để tham quan cúng bái. Có thể nói, người dân tham gia lễ hội cũng là một cách để truyền bá nét đẹp văn hóa, truyền thống thờ bà chúa xứ của cộng đồng, bốn dân tộc, kinh chăm hoa Khmer ở Châu Đốc. Thể hiện niềm tin tín ngưỡng của du khách khắp nơi trên mọi miền đất nước hội tụ về nơi đây để cầu nguyện, tin vào những điều tốt đẹp mà bà chủ xứ núi Sam mang lại, làm phong phú đa dạng thêm đặc trưng phong tục, truyền thống văn hóa của người dân Châu Đốc, Anh Hùng.